Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh anh Túc Crypto. Tiếp theo đến video buổi tối ngày hôm nay thì Túc hướng dẫn anh em tìm cái mã bí ẩn từ dự án Tapcoin Bot nha anh em nha. Tapcoin chứ không phải Tapswap anh em nha. Con Tapcoin này mình có hướng dẫn anh em khai thác rồi đúng không ạ? Thì hiện tại thì nó có cái chương trình gọi là đại loại giống Hunter Combat ấy, cũng săn thẻ bí ẩn ấy, được chưa? Thì cái này thì nó cũng là cái thuộc cái dạng là đại loại như là săn thẻ bí ẩn, nhưng mà gọi là anh em săn thì nếu mà hoàn thiện xong ba cái thẻ bí ẩn này thì chúng ta sẽ được là 300 cái đồng Tapcoin này anh em nhá, và cộng thêm là 320.000 cái tốc độ khai thác gọi là cái lợi nhuận mỗi giờ đấy, được chưa? Và hàng ngày 24 giờ thì nó sẽ thay đổi cái bộ combo này, cái thẻ này này. Đấy, giống y hệt Hunter Combat thôi, được chưa? Còn nếu mà những người mới chưa tham gia kèo Tapcoin này thì anh em có thể là click vào đường link dưới phần mô tả để anh em đăng ký, hoặc anh em xem kỹ video để anh em đăng ký chiến cho mình. Thì thường thường cái gì mới thì đăng ký sớm thì nó vẫn được cái đãi ngộ cũng như là cái phúc lợi mới. Đấy, thì đối với người cũ đã tham gia kèo này với mình rồi thì anh em có thể là click phần ướt để làm tất cả các nhiệm vụ số sổ ăn, được chưa? Rồi click phần mele cho mình này, được chưa? Thì hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cái thẻ bí ẩn, mình gọi là cái thẻ bí ẩn từ Tapcoin đi, để chúng ta nhận 300.000 Tapcoin này, 320.000 Tapcoin này, và cái gọi là cái lợi nhuận mỗi giờ nữa, được chưa? Ok, thì cái bộ sưu tập ngày hôm nay đây, như anh em thấy đây, cái bộ ảnh daily combo ngày hôm nay từ dự án Tapcoin Bot thì nó là như vậy. Trước tiên thì chúng ta tìm cái thẻ ảnh BOW này, đúng không ạ? BOW thì chúng ta vô xuống này, được chưa? Hình thức thì cũng không khác gì ấy là mấy, không khác gì là không có thì em kích cái phần trên thì mình không khác gì ham tôi có bác là mấy, không quá nhỉ? Làm nhanh nhanh nóng quá anh em ạ. Rồi anh kích phần tem cho mình. Mục thứ hai có kích phần tem cho mình. Quá nóng luôn đấy. Cái thẻ BOW à. Chúng ta sẽ tìm BOW đâu. Đây BOW đây anh em vừa thấy không ạ? Kích vào cho mình. Kích phần get ha cho mình. Rồi sau đó kích phần thank you I am lucky này, được chưa? Rồi tiếp theo đó là thẻ thứ hai. Thẻ thứ hai là 2FA. Ai bà làm đâu. Thực tế mà nói thì con này thì nó ra cách đây được tầm 2 ngày rồi. Cái chương trình kiểu như vậy này nó ra cách đây được 2 ngày rồi. Nên hôm nay cũng có thời gian hướng dẫn anh em thôi. Thực tế mà nói là ra 2 ngày này anh em nhá. Con 2F3 nằm ở đâu nhỉ? Ui lóng quá. Đây 2F3 đây. Đã mà nâng cấp được, đã mà mở khóa được con 2F3 này. Đấy, hiện tại có 2F3 đang khóa đúng không? Thì chúng ta phải nâng cấp lên Private Key lên level 7. Chúng ta sẽ tìm Brivelakey lên level 7 nè. Chúng ta sẽ tìm nè. Brivelakey. Đây Brivelakey đây, chúng ta kích vào lên level 7 này. Kích có 7 lần này. 7 lần để cho lên level 7 này, level 3 này, level 4 này, level 5 này. Đấy, level 6 này. Level 7 này. Ok nha, lên level 7 nha. Rồi kéo xuống này. Kéo xuống thì nó sẽ mở khóa cho anh em, đúng không ạ? Nó mở khóa này, kích vào. Kích vào get này. Ok. Rồi tiếp theo là cái thẻ cuối cùng, Delphin. Thẻ cuối cùng là thẻ Delphin. Chúng ta được kích vào phần tem này cho nó loát lại. Delphin này. Delphin chúng ta kéo xuống này. Chúng ta tìm kỹ nha, vì con này nắm thẻ quá. Delphin đây có phải Delphin không ạ? Đúng không? Delphin. Delphin kiểu kia cơ, Delphin này. Đây Delphin đây, anh em đúng ạ. Để mà nâng cấp vào Delphin thì chúng ta phải nâng cấp Delphin lên level 7 này. Delphin level 7. Chúng ta sẽ tìm Delphin nào. Delphin lên level 7. Con này lòng hoảng thế anh em nhỉ. Đây Delphin đây anh em ơi. Lên level 7 kích vào 7 lần này. Khá lằng ngoằng luôn đấy, trời thì lắm. Rồi lên level 2 rồi, level 3 này, level 4 này, level 5 này, level 6 này, level 7 này. Được chưa?
Ok, lên level 7 rồi, nâng cao xuống này. Chúng ta sẽ tìm Delphine đây, Delphine đây. Kích vào get này. Ok nhá, I am. Rồi kích phần tem này. Rồi, thì chúng ta sẽ nhận được là 320.000 cái đồng Tapcoin này anh em nhá. Và anh em tăng thêm lợi nhuận mỗi giờ khi anh em gọi là tìm cái ảnh biển ấy. Đấy. Ok, ở video này mình gửi tới anh em từ dự án Tapcoin, chúng ta tìm cái thẻ daily combo bí ẩn từ dự án, nó mới ra cái gọi là kèo này được 3 hôm thôi. Chúng ta nhận 320k từ Tapcoin bot hàng ngày nha. Và cái thẻ này thì nó còn 10 giờ nữa kết thúc. Đấy, thì anh em xem được video thì làm nhanh cho mình nha, mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo mình gửi tới anh em.